Thời gian qua, huyện Tiên Lữ đã tăng cường chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông. Huyện đã đình chỉ hoạt động và xử phạt một số bến bãi vi phạm. Trên dọc tuyến sông Luộc trên địa bàn huyện có 19 bến bãi, trong đó có nhiều bến bãi không trong quy hoạch hoặc chưa được cấp phép. Những năm gần đây, hoạt động của các bến bãi xảy ra vi phạm như không xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, không làm nền cứng chống thấm, không kè mái bảo vệ bờ sông. Về chứa chất vật liệu sai quy định, chứa chất cao sát mép bờ sông, một số bến bãi không có trong quy hoạch nhưng được Ủy ban nhân dân các xã cho thuê đất hoặc chứa vật liệu cát đá trên đỉnh kè. Trong tháng 6 năm 2019, huyện Tiên Lữ chỉ đạo các ngành chức năng và các xã chấn chỉnh các bến bãi trong quy hoạch, thanh lý hợp đồng thuê thầu bến bãi, tổ chức cam kết và lập biên bản yêu cầu các chủ bến bãi dừng việc chứa vật liệu, di chuyển toàn bộ vật liệu ra khỏi vị trí vi phạm. Đến nay, các bến bãi đều đã hạ thấp độ cao, trả lại mặt bằng. Một số bến bãi đã dừng hoạt động, chuyển vật liệu ra ngoài khu vực như doanh nghiệp An Hải, công ty Quyền Anh, hộ ông Đạt. Ủy ban nhân dân huyện đã có quyết định dừng hoạt động của 3 bến bãi ở xã Hải Triều, 2 bến bãi ở xã Thụy Lôi và xử phạt bến bãi của ông Thảo ở xã Minh Phượng 50 triệu đồng, bà Hiệu ở xã Minh Phượng 30 triệu đồng, bà Tuyến ở xã Thủ Sĩ 50 triệu đồng, 2 bến bãi của ông Đạt và ông Hưng ở xã Thiện Phiến mỗi bến 50 triệu đồng. Trong thời gian từ giờ đến cuối năm 2019 thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các ngành của huyện tập trung đôn đốc tuyên truyền hướng dẫn và đặc biệt là phải xử lý dứt điểm các cái trường hợp không trong quy hoạch để tập trung cho cái việc đảm bảo theo kế hoạch 93 của ban nhân tỉnh. Đồng thời thì cái việc đó thì những cái bến bãi mà trong quy hoạch thì chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn để hoàn thiện các cái hồ sơ trình các cơ quan của tỉnh và ủy ban tỉnh xem xét để quyết định đủ điều kiện cho các bến bãi hoạt động. Từ giờ đến 31 tháng 7 sẽ chính thức là dừng hoàn toàn các cái trường hợp bến bãi không nằm trong quy hoạch này. Và chúng tôi đang đôn đốc để các bến bãi thực hiện cái việc xử phạt hành chính và đang tham mưu cho ủy ban huyện xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế nếu các trường hợp mà đến thời gian nêu trên mà không hoàn thành.